Khoảng 3 điều 38 của luật cư trú 2020 quy định, từ ngày 1 tháng 1 2023, toàn bộ số hộ khẩu, số tạm trú bằng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng. Do đó, số hộ khẩu, số tạm trú đã cấp sẽ chỉ còn được sử dụng đến ngày 31 tháng 12 2022. Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu về dân cư và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu. Nhiều bạn đọc thắc mắc sau khi thu hồi sổ hộ khẩu rồi thì muốn làm căn cước công dân gắn chip có được không, thủ tục ra sao? Theo quy định, dù chuyển qua hình thức điện tử nhưng người dân vẫn cần phải làm thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú như trước đây. Vì thế, khi đăng ký thường trú, tạm trú, người dân sẽ được cập nhật thông tin lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú thay vì sổ giấy như trước đây. Khoảng 1 điều 5 thông tư 60/2021 của Bộ Công an nêu rõ, sau khi tiếp nhận đề nghị cấp căn cước công dân gắn chip của công dân, cán bộ tiếp nhận tiến hành tìm kiếm thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân. Trong trường hợp thông tin công dân đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và không có sự thay đổi điều chỉnh, thì sử dụng thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân. Trường hợp thông tin công dân đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhưng có sự thay đổi điều chỉnh, thì đề nghị công dân xuất trình giấy tờ pháp lý chứng minh nội dung thay đổi để cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân. Trường hợp thông tin công dân chưa có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thì đề nghị công dân xuất trình một trong các loại giấy tờ hợp pháp chứng minh nội dung thông tin nhân thân để cập nhật thông tin trong hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân. Như vậy, trường hợp sổ hộ khẩu đã bị thu hồi và thông tin đã có sẵn trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thì công dân vẫn có thể làm căn cước công dân gắn chip mà không gặp trở ngại gì. Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc Cục C06 Bộ Công an cho biết, đến nay Bộ Công an đã sản xuất và cấp hơn 65 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân trên cả nước. Đây là một bước đột phá, tạo nền tảng quan trọng cho việc xây dựng và phát triển những ứng dụng trên nền tảng số phục vụ công tác quản lý nhà nước. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pho@phapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.